tổng chẳng hay gì đó. Ê, đất này coi cái gì? Có gia đình cục xúc phần 2 đón Tết. Lộn rồi. Hả? Lộn. Gia đình đón Tết phần 2 à? Gia đình cục xúc. Lộn luôn. Gia đình cục xúc Tết phần 2 à? Đón Tết. Tết đó là tự đâu có tới được, mình phải đón nó mới về. Cái gia đình nó không nên đón Tết. Tại sao? Quá là hổn rồi. Ủa? Hổn là từ cái miệng em ra đó. Không có. Hổn từ cái nhân cách của cha làm mẹ. Ngon đi. Chứ nào phải chúng tôi. Chiêu. Hả? Cái gì vậy? Tết này coi gì? Phim gì mắc cười á? Hai chồng hai đứa con á? Hai vợ chồng là chơi tên bảy cục bảy xúc á, hai đứa con là quạo quọ mà đón Tết á là... À nhớ rồi, Tết này coi phim gia đình cục xúc. Đón Tết nữa. Đón Tết đi. Chuyển khoản đi. Rồi ăn gì ngon vậy? Bánh xì gà tao. Ôi, ăn này là phải kiếm phim gì coi nha. Coi cục xúc chiếu Tết kỳ này. Trời ơi, tên đầy đủ nó là gì, đúng là gì? Gia đình cục xúc đón gia Tết. Gia đình cục xúc đón Tết. Mắc cười không? Mắc cười. Cười sao? Hứa mắc cười nha, không mắc cười mỗi người Việt Khương sẽ tặng cho cái bánh. Trời ơi, được. Tại vì năm sau Việt Khương sẽ kêu xì gà tao tài trợ. Bên tài trợ có eco dữ vậy. Trời ơi, ai cưng dạ. Chị tới Tết này coi gì vui chị? Coi gia đình cục xúc đón Tết đó. Vui không? Vui. Vui dữ không? Vui dữ. Trời ơi, chị Tư giới thiệu là uy tín đó nha. Cảm ơn chị. Nhớ nha, coi gia đình cục xúc đón Tết. Tuyệt vời, 10 điểm.